UCMAT, chương trình bàn tính và số học trí tuệ cho trẻ từ 4 đến 14 tuổi. Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, đã có 80 quốc gia triển khai giúp UCMAT trở thành chương trình nhượng quyền giáo dục lớn nhất toàn cầu. Trong suốt chặng đường đó, UCMAT ngày càng lớn mạnh, khẳng định uy tín và quy mô dẫn đầu trong lĩnh vực rèn luyện tư duy cho trẻ. Với vị thế tiên phong của mình, UCMAT vẫn không ngừng hành động để ngày càng nâng cao chất lượng chương trình tại mỗi quốc gia. Để làm được điều đó, tháng 11 hàng năm, UCMAT quốc tế triển khai kế hoạch To Make the Best Better trên hệ thống UCMAT toàn cầu. Hưởng ứng kế hoạch này, UCMAT Việt Nam phát động chiến dịch năm 2019 mang tên Tăng tuyển sinh, đẩy lên cấp đến toàn hệ thống UCMAT chính thống đang có mặt tại gần 200 trung tâm trên 42 tỉnh thành rộng khắp Việt Nam. Ngay từ tên của chiến dịch đã thể hiện mục tiêu muốn hướng đến của UCMAT Việt Nam với các trung tâm nhượng quyền. Mục tiêu số 1, chúng tôi muốn từng trung tâm nắm vững những kiến thức và kỹ năng đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh, từ đó đạt được con số doanh thu như kỳ vọng. Mục tiêu số 2, đồng hành cùng các trung tâm nâng cao chất lượng giáo viên không chỉ về mặt chuyên môn, kỹ thuật bàn tính mà còn về khả năng diễn đạt, truyền tải, giúp đảm bảo chất lượng đào tạo học sinh và giữ vững tỷ lệ lên cấp. Và cuối cùng là tháo gỡ những khó khăn mà các trung tâm đang gặp phải trong quá trình vận hành của mình. Để thực hiện hóa mục tiêu của chiến dịch, ngay từ ngày 27 tháng 9 đến 25 tháng 10 năm 2019, IECC đã biên dịch và thực hiện gửi bài khảo sát ý kiến theo mẫu của UCMAT quốc tế đến các trung tâm nhượng quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bài khảo sát được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của các trung tâm giúp UCMAT Việt Nam và UCMAT quốc tế có cái nhìn đầy đủ nhất về tình hình thực tại. Các trung tâm vui lòng kiểm tra email và thực hiện khảo sát trước ngày 25 tháng 10. Kết quả sẽ được gửi về trụ sở chính của UCMAT quốc tế đặt tại Malaysia. Tiếp theo, ngày 5 tháng 11, UCMAT Việt Nam tổ chức buổi đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyển sinh. Diễn giả chính được mời đến buổi đào tạo là nhà đào tạo Telesales số 1 Việt Nam, Minh Adam. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Minh Adam. Hiện nay tôi là giám đốc của tổ chức đào tạo Sales Master, là một cái trường đào tạo huấn luyện sales và Telesales hàng đầu tại Việt Nam này. Và tôi có được mệnh danh là một chuyên gia về huấn luyện và Telesales hàng đầu tại Việt Nam. Buổi đào tạo được thiết kế dành riêng cho hệ thống UCMAT Việt Nam. Nội dung nổi bật được kể đến như kịch bản tuyển sinh, 72 tuyệt chiêu tư vấn thông tin, 10 ngữ điệu giúp tư vấn hiệu quả, cách tìm hiểu tâm lý của các nhóm khách hàng, kỹ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng và nhiều nội dung quan trọng khác. Ngày 5 tháng 12, UCMAT Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với gần 200 trung tâm trên 42 tỉnh thành. Trong buổi tọa đàm, ban lãnh đạo của IECC, bà Nguyễn Hoàng Lan, giám đốc điều hành, bà Lê Phương Anh, giám đốc Sales Marketing và các trưởng bộ phận hỗ trợ sẽ trả lời các câu hỏi, đề nghị, giải đáp khó khăn cho hệ thống trung tâm nhượng quyền. Đây chính là những vấn đề nổi trội mà IECC tiếp nhận trong bản khảo sát đã thực hiện trước đó. Qua buổi tọa đàm này, UCMAT Việt Nam mong rằng có thể đưa ra giải pháp thích hợp nhất cho vấn đề mà các trung tâm gặp phải. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chuyên môn của UCMAT quốc tế đối với đội ngũ giảng dạy, bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 năm 2019, Phòng Đào tạo của UCMAT Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổng hợp cho hướng dẫn viên trên toàn hệ thống kéo dài 2 tháng và được chia làm 3 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, với phương châm hướng dẫn viên giỏi là điều cốt yếu tạo nên những học sinh giỏi, UCMAT Việt Nam kẹp sát rèn luyện cho đội ngũ hướng dẫn viên và chuyên môn kỹ thuật bàn tính. Trong giai đoạn 2, hướng dẫn viên được trao dồi thêm các kỹ năng trao đổi với phụ huynh, cách trả lời các câu hỏi và tư vấn cách giải quyết các vấn đề mà phụ huynh thường quan tâm. Bên cạnh đó, hướng dẫn viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp động viên, khuyến khích học sinh thích làm bài tập về nhà và các bước giúp phụ huynh có thể kèm con tại nhà. Ở cuối giai đoạn 2, các hướng dẫn viên sẽ được trải qua kỳ thi sát hạch theo tiêu chuẩn quốc tế dựa trên những kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2, vào đầu năm 2020, đại diện UCMAT Việt Nam sẽ có mặt tại 3 miền Bắc Trung Nam để trực tiếp tổ chức buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và chăm sóc phụ huynh học sinh. Cũng trong sự kiện này, các hướng dẫn viên sẽ được trao chứng chỉ đạt tiêu chuẩn sát hạch chất lượng của UCMAT quốc tế 2020. Hãy đăng ký tham gia chiến dịch Tăng tuyển sinh, đẩy lên cấp cùng UCMAT Việt Nam ngay hôm nay. Đăng ký online truy cập theo đường link đã được gửi vào email của các trung tâm nhượng quyền UCMAT chính thống, hotline tư vấn 0975 611 669.